cái hành trình đến với đồng muối Uyuni ở Bolivia là một trong những cái điểm nhấn quan trọng trong cái chuyến đi Peru-Bolivia của bọn mình. Và trước cái ngày mà chuẩn bị khởi hành thì bọn mình có một ngày rảnh rỗi để tự đi tham quan, và bọn mình đã đi đi ngựa. Thì sáng ngày hôm sau thì một chiếc xe hai cầu đã đưa bọn mình đi. Đi cùng với bọn mình thì có ba người bạn đến từ ba đất nước khác nhau, và họ còn rất trẻ nhưng họ đều là những người mà đã từng đi du lịch bụi rất là nhiều và đến những cái điểm mà không có hề đơn giản tí nào. Những cái chiếc xe hai cầu là cái phương tiện duy nhất để bọn mình có thể đến được với cánh đồng muối Uyuni. Mình cũng đến những cái nơi mà đường nó cũng không thành đường nữa, đường đá đất rất là lộn xộn. Và đến những cái lúc như vậy thì mình mới hiểu được là tại sao lại phải dùng đến xe hai cầu. Bọn mình phải mất 3 ngày để đi đến cánh đồng muối đấy. Và trên đường đi thì bọn mình đi qua rất là nhiều những cái dãy núi mà nó có hình thù rất là kỳ lạ. Rồi đi qua rất là nhiều hồ. Đây cũng là lần đầu tiên mà bọn mình được chứng kiến nhiều con hồng hạc đến thế. Ban đầu thì nhìn thấy nó thì khe khẽ đến gần, chỉ sợ nó bay đi mất. Thế rồi sau đấy thì bọn mình gặp được rất là nhiều, bạt ngàn, đến những cái vùng mà bạt ngàn hồng hạc. Tất cả những cái điểm mà bọn mình đã chạy qua trên chặng đường này thì đều rất là độc đáo, và nó không hề đơn giản để mà đi được đến đây. Thì bọn mình cứ đi trên xe, đi được khoảng 1-2 tiếng thì dừng lại và lại ngắm những cái kỳ quan. Cái hồ này mà nó xanh như thế này ấy, là theo người hướng dẫn ấy, thì là trong cái nước hồ nó có rất là nhiều arsenic. Thành ra là cái hồ nước nó xanh thế này. Nó xanh thì đẹp thì rất đẹp nhưng mà rất là độc. Cũng có những cái nơi bọn mình đến thì nằm ở những cái khu vực mà có núi lửa, nó vẫn còn đang hoạt động ngầm, thành ra là mình có thể nhìn thấy nước nó còn đang sôi sùng sục. Thì ở đây người ta cũng không có một cái cảnh báo gì hết, người ta chỉ trước khi đến đến nơi thì tài xế cũng là hướng dẫn đoàn thì có nhắc nhở luôn là cẩn thận, đừng có mà lại gần quá những cái hố sâu mà nước đang sôi như thế. Những cái con alpaca tha thần gặm cỏ như vậy thì bọn mình cứ phải đi theo chúng nó. Bọn mình cứ đi theo để chụp hình. Đó, mình có thể thấy là cái hồ nhìn như vậy thôi nhưng mà được đóng băng hết rồi đấy, không có, mình có thể mình đứng lên cũng được chứ nó không có bị vỡ đâu. Rồi còn bé thì mình ở nhà bố mẹ làm đồ mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ, thì có chạm khắc những cái con hồng hạc này lên trên những cái lọ hoa bằng đồng đó. Rồi ở Pháp thì mình cũng được thấy những cái con hồng hạc này chủ yếu là ở vùng miền Nam nước Pháp. Nam nước Pháp thì nó nóng, trời nó nóng. Thế còn ở Bolivia thì những nơi hồng hạc sống thì đều rất là lạnh, trời rất lạnh, nhiều gió.
mình cũng có thể nhìn thấy những cái tảng đá. Nhìn thì như vậy thôi ấy, nhưng mà mình cứ tưởng là rêu, nhưng mà thực ra nó không phải là rêu mà nó chỉ là đá thôi. Và sau cái 3 cái ngày đi khá vất vả thì bọn mình cũng đã đến được cánh đồng muối Yoni. No problem. Và một cái điểm thích thú là mình phải dừng chân ở trong, được ngủ đêm ở trong một cái khách sạn bằng muối. Trước đấy thì mình chỉ được nghe nói thôi, nhưng mà thực sự đây là một khách sạn bằng muối. Mình sẽ kể với các bạn chi tiết về khách sạn này trong cái video lần sau.